la vào không hất tung được, đó là cái vị tướng Zaz mà kia trời lao thẳng vào giữa ba thành viên bên phía team bạn, dùng cái skill hất tung và cuồng long vĩ được kích hoạt ở dạng long nhân đây, một cân bài Ezreal luôn, và trời ơi quệt nhẹ vào người, đó là cái vị tướng Bruno, anh ta vẫn đang được đạp như kia. Đó là hai lốt cùng với đó là Bruno, nhưng mà quệt cái nhẹ này. Kevin xin mạng cái nhờ. Rồi ở đây là có Bruno, hello my friend, lướt không qua được tường thì lên bảng điểm số đi còn gì nữa. Trời ơi, xin chào anh em đã quay trở lại với thế giới Mobile Legends ở channel của Top Mỡ, và đây sẽ chính là gameplay mà Mỡ làm về ưu dòng, nhưng mà không phải là ưu dòng mùa 20 đi lane cầm trảm sát hay là đi lane cầm phản kích, mà đây là ưu dòng mùa 20 nhưng mà là đi rừng anh em ạ. Bởi vì như anh em có thể thấy, team của Mỡ là thuộc dạng gọi là chả ông nào thích chơi đi rừng cả, cho nên là tôi quyết định gọi là thôi được để Mỡ đi rừng. Và những cái nhìn đầu tiên của Mỡ ở một cái con ưu dòng đi rừng này là nó farm rừng khá là nhanh đấy chứ anh em. Bởi vì cái chiêu thứ nhất của cái chất tướng Yu Zong này, nó có cái tên gọi là cái cuồng long vĩ. Thì khi mà anh em đứng gần mục tiêu thì đam nó sẽ bé, nhưng mà nếu như anh em giữ được khoảng cách lên mục tiêu quái rừng và anh em cứa nó ấy, thì lượng sát thương được là khá ổn, anh em thấy không? Đó, nó sẽ có một cái lằn ở phía rìa bên ngoài và cách vào bên trong một chút xíu. Và nếu như mà anh em sử dụng cái chiêu một này mà đi xa một chút xíu và cứa thì ui, cứ trượt anh em ạ. Thì anh em sẽ có được cho mình đó là một cái lượng đam tối đa lên một mục tiêu ạ. Đó, như anh em thể thấy được đúng không ạ? 500 sát thương. Thì cái nhấn Mỡ thấy rằng cái con du dòng đấy đi rừng cảm giác cứ nhanh nhanh như nào anh em ạ. Cái lượng đam thì không biết, đây để Mỡ thử demo cho anh em xem. La vào không hất tung được, đó là cái vị tướng Zaz mà kia trời ơi. Mới chỉ có level 3 thôi, vuốt nhẹ vào người của Zaz, và thế là Mỡ có được cho mình đó là cái chiến công đầu trong cái trận đấu này. Và cái con Yu Zhong đi rừng bình thường ý là Mỡ chỉ đi lane mà thôi, nhưng mà nếu như anh em nào cầm Yu Zhong đi lane ý, anh em sẽ thấy rằng là kiểu cái diễn biến ở lane nó cũng khá là chậm. Bởi vì rõ ràng là nhiều người chơi người ta cũng đã thấy được sức mạnh của Yu Zhong khi mà cái vị tướng này đi lane rồi, cho nên người ta không dám đánh quá là hổ báo với cả cái con Yu Zhong này. Cho nên Mỡ nghĩ rằng đó là một phần lý do vì sao cái con Yu Zhong này nó không thấy quá là nhiều độ hiệu quả khi mà đi lane. Nhưng bù lại đi rừng với cái việc giao tranh gần như là liên tục, cho nên là chúng ta có thể thấy được phẩm chất của cái con tướng này. Đó là đây, demo luôn cho anh em, hóa thành hắc long chân thể. Đây là thanh long chân thể anh em ạ. Lao thẳng vào giữa ba thành viên bên phía team bạn, dùng cái skill hất tung và cuồng long vĩ được kích hoạt ở dạng long nhân đây, một cân bài Ezreal luôn, và trời ơi quệt nhẹ vào người, đó là cái vị tướng Bruno, anh ta vẫn đang được đạp như kia. Không những nó là cân 3 mà nó còn có double kill. Đó chính là sức mạnh của Yu Zhong đi rừng ở mùa giải 20 này. Chính ra gọi là lần đầu của Mỡ nó cũng ok like cho anh em. Mỡ cá nhân Mỡ nghĩ là lần đầu của Mỡ nó cũng ổn đấy anh em ạ. Ừ, thì trước giờ là thể nếu như anh em tìm video clip cũng như là xem Mỡ live stream, chưa giờ Mỡ cầm Yu Zhong đi rừng. Bởi vì Mỡ nghĩ rằng với một cái chất tướng mà gây sát thương bằng kỹ năng như thế này thì đi rừng cảm giác như nó hơi chậm. Mà hóa ra là ngược lại anh em ạ, đi rừng đang khá là xanh chỉ đến từ vị trí của Yu Zhong rồng Mỡ, Mỡ rồng anh em ơi. Nên là ok, bây giờ chúng ta sẽ phải đánh cẩn thận. Cái con Yu Zhong này có một cái hay ý, đó là đầu game anh em lên đam rất mạnh, và tầm giữa và cuối game anh em lên tanh cũng được. Và Mỡ nghĩ rằng giữa và cuối game anh em nên lên tanh, bởi vì cái con Yu Zhong này có thể gọi là sẽ bị sát thương của team bạn đè vào thốn lắm anh em. Rồi, ở đây sẽ lấy đi cho mình đó là cái con bùa xanh này. Quan sát xem team bạn ở đâu nha. Đang thấy có một cái pha lao vào tanh cờ đến từ bố Alpha anh em ạ. Cho nên là để Mỡ quên xong cái con này khoảng độ tầm 2 giây nữa nha. Chờ tí này. Sau đó Mỡ sẽ ra này. Thấy Alpha còn thấp máu nhưng không kịp ra rồi, anh ta bị hạ gục bởi đó là hai lốt cùng với đó là Bruno. Nhưng Mỡ quên cái nhẹ này. Kevin xin mạng cái nhờ. Rồi ở đây là có Bruno, hello my friend, lướt không qua được tường thì lên bảng điểm số đi còn gì nữa. Trời ơi, quá kinh khủng, đến từ một cái con Yu Zhong đi rừng anh em ạ. Nào bro, lại đây, chạy đâu, lướt cái gì, lướt cái gì. Đó là cái mạng thứ 6 của Mỡ, 3 phút 6 mạng. Wow, you man,
Hình như là mỡ vừa mới tìm ra được một trong những cái vị tướng khá có khả năng đi rừng khá là ổn ở thời điểm hiện tại, đó chính là Du Dòng ấy. Ơ, đây là Tanh hả? Đây là Tanh đúng không? Tanh đúng không ạ? Tanh vào đây nhau vô. Tanh, Tanh. Ui, anh em nhìn được kết quả nội tại hút máu kìa. Ui. Ô, mình. Wow. 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 Không có gì có thể gọi là đánh giá thấp được cái con Du Dòng này khi mà nó đi rừng anh em ạ. Một cái con Du Dòng đi rừng có thể nói là quá là ổn về cái bản sát thương, đảo đường là kinh khủng và lượng đam đến từ cái bộ kỹ năng của cái vị tướng này là không thể cân đo đong đếm được. Đây này, từ từ này mỡ xem có xuống dưới được không nha. Hóa luôn, tầm này không cần ăn bùa đỏ sẽ là hóa luôn. Lao thẳng xuống dưới, va chạm va chạm va chạm va chạm va chạm luôn, từ từ lùi ra tí nha. Mục tiêu của mỡ ở đây sẽ là cân ba trong truyền thuyết này. Đang là ui, vào vô lỗ luôn anh em, mỡ chỉ ăn được một mạng thôi là mỡ được hồi máu này. Đang là quyết chơi. Ôi, cái con pha xa này nó thật ra cái tình huống vừa xong mỡ chả cần pha xa anh em ạ. Bố pha xa này bố ấy ra xong rồi bố ấy ăn được bạn của mỡ, mỡ không có khả năng hồi máu đến từ cái bảng ngọc xa thủ điểm tài năng liên sát. Nhưng mà thôi, cái tình huống vừa xong cũng là hơi dớn rồi. Mỡ đã phải lên bảng trong cái tình huống vừa xong bị shut down đến từ thành viên nào đó của team bạn thì mỡ không để ý. Nhưng mà đang giao tranh ở giường đường giữa, Châu anh ta vòng ra đằng sau, anh ta hạ gục đi được Alpha. Mỡ bắt đầu liếm ở người của cái vị tướng Bruno, hất tung anh ta trong cái tình huống này và chấm dứt Bruno. Anh ta có được một cái chuỗi cũng khá là giống mỡ, và đó là cái mạng thứ 8 của mỡ rồi. Châu anh ta sợ mỡ bị kích nội tại cho nên anh ta đã phải tốc bến lùi về. Xin cái bùa, ăn bùa gì để mỡ ăn hộ nhó. Rồi, cái mạng vừa xong có lẽ là một cái tình huống đánh nó hơi hổ báo và đang gọi là hơi tự tin quá đến từ vị trí của mỡ anh em ạ. Cho nên cái con Du Dòng này thì đó, anh em thấy không? Nếu như mà team của anh em đánh ngang trình với team bạn ở thời điểm hiện tại mà anh em cầm cái con Du Dòng KDA xanh như thế này thì khẳng định với anh em là cái trận đấu này anh em đã có được cho mình một cái chiến thắng rồi. Cho nên trận đấu này mỡ xin được đánh hơi láo một tí nha. Mỡ sẽ cầm thêm cho mình đó là cái gươm tuyệt vọng để mà có thêm sát thương cũng như là tốc độ di chuyển. Còn thì sau cái gươm xong là mỡ sẽ lên đồ thủ thì nó sẽ ok là hơn. Còn thì giai đoạn này chắc là chúng ta vẫn sẽ gọi là đánh được khá thoải mái bởi vì chưa chắc nha. Mỡ thấy team mỡ là đang có những cái động thái mà nó đang thua cái anh em kìa. Khi mà mặc dù mỡ hạ 8 mạng đầu em, ông này để bố danh cho tôi. Tấu hề thật, nó ăn cái bùa đỏ của tôi anh em. Ma tục vãi, mình gánh team thì không nói. Bây giờ kiểu mình gánh team, mình chỉ xin cái bùa mà cũng lấy bùa của mình cho bằng được anh em ạ. Rồi, vòng về ở đây nhá. Hello, đó là Châu. Anh ta nghĩ rằng anh ta có thể thoát được rằng thoát được mỡ. Câu trả lời ở đây là quyết cạnh. Ui, không được rồi anh em ơi. Nhưng thôi không sao, đổi mục tiêu. Ấy không đổi được rồi, nó lại nhập vào thực thể rồi anh em. Nhảy ra nhảy ra với chúng tôi này. Và ôi thôi xong, cụ đi chân lạnh toát rồi. Cái con hai lốt này nó nhây để cho con Bruno đạp mỡ anh em ạ. Tôi chịu. Quỳ. Mỡ đánh hình như là hơi hổ báo nhỉ. Nhưng mà rõ ràng mỡ đang cảm nhận thấy được rằng là team bạn có cho mình những cái chất tướng có khả năng dồn đam mạnh và để cái tụi này về late game thì hình như là hơi sai anh em ạ. Đó là Mia, rồi thì Bruno, thêm vào đó là cái con Zap nữa, team nó nhiều đam quá. Team mình thì quanh đi quẩn lại thì hiện tại đầu game là có mỡ, team mỡ cũng nhiều đam. Nhưng cảm giác là team mỡ thì trình chơi kém hơn mà chỉ được cái giống mỡ, đây là giống cái gáy anh em ạ. Khi mà bố alpha kia thì bùa xanh bùa đỏ lấy hết của mỡ, xong bắt đầu gáy. Bố này chắc là kiểu dạo này kiểu Tết nhất lễ liếc các thứ các kiểu trẻ con được nghỉ anh em. Cho nên bắt đầu kiểu chơi không chơi, đã lo gáy rồi. Đấy, ít ra là ông cũng phải giống như mỡ ấy, kiểu chơi mình có trình một chút xíu thôi thì mình gáy được. Đây ông này không có trình, đã lo gáy. Gáy thì to hơn cả thằng mỡ rồi. Nhưng ở đây để mỡ nhồng vào, mục tiêu của mỡ sẽ là cái vị tướng Bruno này. Anh ta bị mỡ quệt trong một cái đánh thường các thứ kiểu kích nội tại. Và Bruno lên bảng điểm số mạng thứ 11 của mỡ phút thứ 8. 11 mạng gì đây? Ôi dồi ôi, bố Việt thắng này, bố Việt thắng 9H chắc là bố Việt thắng lớp 9H ở cao ngạ. Trời ơi, Việt thắng lớp 9H nha. Việt thắng lớp 9H thì Việt thắng trường gì đây? Trường trung học cơ sở gì đây? Để chắc chắn là Việt thắng lớp 9H luôn. Thề ngày xưa các ông tôi hay đặt mấy cái nickname kiểu liên quan đến trường lớp cực kỳ luôn. Ông này lại ông nhõi rồi. Nhưng thôi không sao. Để mỡ cố gắng gánh team, để mà mỡ cố gắng cân cái game này. Lát đợi có khi mỡ chat cho thằng Việt thắng này nó sợ, mà không biết mỡ chat nó có sợ không anh em ạ. Thì cái đấy tính sau. Rồi sẽ là Sâm Lăng. KD ở thời điểm hiện tại của mỡ đang khá là xanh, nhưng mà đây là một cái con Du Dòng nó lên rất nhiều đam. Mỡ chưa có một cái món đồ thủ nào cho nên khả năng cao là nếu như mà mỡ đánh không cẩn thận ý, thì rất dễ để mỡ sẽ bị những cái lượng đam bên phía team bạn là Mia, là Zaz, là Bruno lật kèo, cho nên mỡ sẽ phải đánh cẩn thận một chút xíu. Ui, cái phòng về kia rồi. Nào, ở đâu đấy? Con Zaz đâu đây? Zaz đâu đây? Zaz ơi, ở lại, Zaz ơi, tao bảo Zaz này, đứng lại cái. Ui, con Zaz này chạy nhanh nhở?
À, nó có cái tốc hành. Ui, ra lại còn cập tốc hành các ông ạ. Thôi xong, vãi nổi. Ừ, hay. Vũ Hóa Thiên Kích đến từ pha xoa. Hạ gục đi được đó là Mia. Ở đấy hất tung được đó là cái vị tướng Bruno. Và mỡ có được cho mình đó là cái mạng thứ 12. Nhưng người mỡ mỏng quá anh em ạ. Người của mỡ mỏng quá. May quá thằng Châu không đạp mỡ anh em ạ. Mỡ sắp có chiêu thứ nhất này. Nhảy vào với cái bạo long cước này. Hất tung được đó là cái vị tướng Hylos này. Nhưng anh ta chủ ôi hút máu cái anh em kia. Khả năng chống chịu của Yu Zhong ở thời điểm hiện tại là quá ổn. Và đó là cái mạng thứ tư bên phía team bạn, chỉ còn duy nhất là Giang đứng bên phía trên tuyến của bên team bạn thôi anh em ạ. Và mặc dù là mỡ đánh trận đấu này hơi liều, mà KDA của mỡ thời điểm hiện tại một cái con Yu Zhong 13-2 này nó kinh quá anh em ạ, nó tởm thật sự luôn. Mà mỡ nghĩ rằng có lẽ là ở thời điểm hiện tại mỡ không thể nào lên được đồ công nữa rồi, bởi vì là mỡ đang cần có cho mình thêm những cái trang bị để mà cố gắng gọi là nó gọi là cái gì nhỉ, để mà có thể end game, nên là cần thêm những cái món đồ tanh anh em nha, cần thêm những cái trang bị tanh để mà có thể gọi là kết thúc được cái trận đấu này. Rồi ở đây này đang có một cái pha xử lý đến từ team bạn vào. Ui thôi xong rồi, xử lý như thế thì chơi kiểu gì nhỉ? Để xem nào. Đang thấy có khá là nhiều những cái vấn đề ở đây mà mỡ cần phải quan tâm nhiều quá anh em ạ. Nào là Mia, nào là Bruno, nào là Jazz. Ui, tầm này đánh kiểu không hết được. Mà team của team bạn lại kiểu ư đây mỡ hạ cũng đi được Mia trong tình huống này. Bruno anh ta đang ăn giờ lót, anh ta phải dừng lại. Mỡ ơi, mỡ không ra chơi được con này rồi. Trời má, gặp con thực thể có chịu nhở. Team bạn chính ra Châu có đam này, Jazz cũng có đam này. Đang rất nhiều thành viên team bạn có đam ở đây. Mỡ còn quá thấp máu, hút lại được một chút xíu máu đến từ vị trí của cái con Hylos. Và sau đó cần phải lùi về một chút xíu. Ông Layla này kiểu ít máu cũng cố gắng liếm đi cho mình, đó là con bùa đỏ. Tôi thể với anh em cái trận đấu này kiểu team tôi là quay đi quẩn lại toàn những cái vị tướng mà nó thuộc cái dạng mà nó gọi là cái gì ạ, toàn những cái vị tướng thuộc cái dạng không hiểu kiểu gì luôn đấy các bạn. Kiểu như team bạn phân chia, mặc dù team bạn có nhiều xạ thủ và nhiều đam, nhưng mà họ biết được rằng ai nên ăn rừng, ai nên ăn cái con này con kia. Mà team tôi, team mỡ đã không có tanh, toàn mấy bố người chơi Tấu Hải này, còn có ông Việt Thắng 9H, Việt Thắng lớp 9 ấy. Xong rồi được ông Mi Layla với cả được ông Genevieve, cứ thấy cái bùa xanh, bùa đỏ là không ai ăn là bắt đầu sờ vào. Tôi thằng mỡ chơi game là đang chơi game thì chờ lại còn phải tập trung để mà giữ bùa cho mình thì thôi đúng là khổ anh em ạ. Nhưng thôi không sao, về cơ bản vẫn có được hai bùa trên người rồi, cho nên là sẽ để xem rằng là cái thế trận này nó sẽ đánh là như thế nào. Đây là có ui vào nhẹ tí này, hóa rồng luôn này, ui rồi bay ra thôi anh em nhá. Ui ui vãi nồi anh em ơi, ba trên người không có tí đồ thủ nào, anh em thấy không? Nếu như mà anh em lên quá nhiều đam cho cái con Yu Zhong này thì đó chính là cái lý do khiến cho mà cái con Yu Zhong này nó đang thực sự là gặp một cái vấn đề ở đây. Đó chính là cái con Yu Zhong này nó bị một cái là đam thì có nhưng mà khả năng chống chịu là không có. Mà trận đấu này thì mỡ mới chợt nhớ ra là team mỡ không có tanh không ạ. Team không có tanh. Cho nên là kiểu lao vào như thế thì có khác gì mình là tanh đâu. Thế cho nên là bắt đầu phải lên cho mình những cái món đồ thủ anh em nha. Đánh trận này vớ vẩn thành cụ đi chân lạnh toát anh em ạ. Đấy, anh em nhìn Việt Thắng 9H kia. Giết 3 hạ cục 4, quên mất bị nằm xuống 4 nhưng mà vẫn gáy đều. Ừ, lát nữa đáng. Thật ra game này nói thật với anh em là mỡ không muốn thắng đâu, bởi vì phải cho những cái thằng như kiểu thằng Việt Thắng nó thua ấy thì mới được. Nhưng mà chả nhẽ trận này lại thua anh em. Ừ, nhưng mà thôi để mỡ cô đánh nha. Giạt phải lên bảng đếm số 2 lốt, anh ta làm choáng mỡ, nhưng mỡ để lại cái bạo long cương để mỡ hất tung đi đó là cái vị tướng Bruno cơ. Anh ta bị đốt máu khá nhiều, Genevieve hạ gục đi được đó là cái anh chàng Bruno. Và ở đây là có 2 lốt 4 chân chạy đâu con sâu, chạy cái lông nách này. Mạng thứ 15 của mỡ. Trận đấu này mỡ nằm xuống 4 mạng nhưng mỡ vẫn có được tận 15 mạng hạ gục ở đây. Châu anh ta lùi được về, không có hất tung đến từ vị trí của Genevieve nhé. Ôi má, đánh nhau một hồi xong rồi ui team bạn lại còn đi đẩy lẻ cái đến cái con Mia KDA nó hai cái dòng nó còn cỗi nó còn đi đẩy lẻ cơ ông ạ. Tôi nhìn team tôi chả thể ích lợi đâu cả. Tôi đấy thấy đến con Mia team bạn hai cái dòng nó còn cỗi nó đi đẩy nhà thì team tôi ích lợi gì ở đây? À, team tôi hình như đang ăn lót cơ ông ạ. À, cứ tưởng cái game này là dễ nhưng mà ai ngờ game này nó căng thẳng vãi nổi. KDA của team tôi thì về cơ bản nó vẫn cứ đều đều thôi, không có gì để chê trách cả, nhưng mà về cơ bản là ui trời ơi đấy, ăn được lót xong rồi bắt đầu bốn này lên bảng điểm số. À ừ, lên thật cao ạ. Ừ, nhầm qua đây nha. Nhưng ôi đồ thủ bắt đầu có rồi nhưng mà bị đốt đau quá đến từ vị trí của ấy. Còn Giang này ừ, Genevieve đánh hay nha, anh ta tiễn Giang lên bảng điểm số mỡ để lại cái hất tung giữ chân cái con hai lốt này để giúp cho các thành viên bên phía team mỡ chạy. Ôi, Genevieve cầm thách tẩy các ông ạ.
mà lên phép bổ trợ tùm lum tờ lừa các từ các kiểu, mỗi thứ một kiểu luôn. Và cái con lót được cường hóa thì nó được triệu hồi ra cái đường dưới, nhưng mà đang không biết rằng là nó triệu hồi ra xong rồi nó sẽ làm cái gì. Cho nên là từ từ nha, để xem cái thế này sẽ là như thế nào. Lót triệu hồi ra đường dưới chắc là chả ăn được với anh em ạ, để cho nó tự đi tự đẩy thôi, cho lót để nó tự sinh tự diệt được cao ạ. Chứ tầm này tôi cũng đi chơi lạnh toát rồi, tôi quỳ rồi. Rồi thế tầm này thì nhiệm vụ của mỡ sẽ là đầu game ạ, đầu game làm đam, giữa game làm tanh, cuối game phun thủ các ông nha. Rồi thì bây giờ là ế không thằng nào ra lót à, nghe cái con này có đứng rỉnh, tôi mà có rồng tôi ra từ đầu rồi, tôi mất lót rồi, để mỡ ra nha. Ừ con hài lôn nó về rồi, thế thì cái thằng Bruno này chạy được cái lồng nách cả, bạo lòng cơ gất tung Bruno lên, bắt đầu là cái mạng thứ 16 của mỡ đấy các ông thấy không. Tôi vừa là tanh, tôi vừa lên, tôi vừa là đam, tôi còn vừa lên tanh, tôi còn mở giao tranh, tôi làm đủ các thứ các kiểu. Mà nhưng mà đánh vất vả vậy. Mỡ nghĩ rằng nếu mà mỡ cầm con du rong này mà đi lane thì chắc là tầm này chắc cũng ngắc ngoải các ông ạ, chứ không có ấy đâu. Bởi vì tài nguyên của mình sẽ ít đi, các ông hiểu không ạ? Và bên cạnh đó là mình sẽ không có một cái lượng bớt đam và không gánh được team ở giai đoạn đầu game. Nhưng mà rất may mắn đây, ông trời phù hộ độ trì cho mỡ cầm cái con du rong đi rừng các ông ạ. Cho nên là về cơ bản là bắt đầu cũng ổn đấy. Nhưng mà nói chung về tổng quan cơ bản, mỡ thấy rằng là cái con du rong này đi rừng ổn, lượng đam là có. Chẳng qua trận này vất vả là do team của mỡ có nhiều học sinh quá thôi. Ok, 1,300 vàng. Tầm này là mỡ sẽ cố gắng chuẩn bị để mà lên cho mình đó là cái đôi cánh nữ hoàng. Và sau mỡ có thể sẽ cân nhắc để bán đi cho mình cái đôi giày để lên cái khiên thần Athena anh em ạ. Bởi vì là con này cầm giáp bất tử không ổn. Bởi vì nhiều khi anh em đang ở dạng long nhân mà anh em bị hóa thường và anh em mất giáp, cảm giác nó yếu anh em. Mà ơi, mỡ chỉ lượn ra rồi lượn vào thôi, mỡ không dám đánh. Ừ ở đây có con du rộng, ở đây có con giát. Giát với chúng tôi này lên bảng điểm số, mỡ được hồi lại một chút xíu máu và chạy về rất nhanh. Bởi vì cái nội tại của mỡ đang được kích hoạt, tim bạn nhồng lên. Ui từ từ bro. Ui, như vậy là ở trong cái tình huống vừa xong là hơi bị lag, mỡ mất hình anh em ạ. Nên là mỡ bày bố bắt ấy rồi, nhưng thôi không sao, nó chỉ có vài giây thôi anh em ạ. Để mỡ lại tiếp tục va chạm trong cái trận đấu này, mỡ lại tiếp tục gánh tìm anh em từ từ. Ở đây mỡ cân đôi được anh em ạ. Bởi vì là Vũ Hoàng Thanh Kích đi từ pha sai, nhưng mà ui, con Helot này nó support kinh thế. Thề với các ông luôn, kiểu tìm bạn, nói thật với anh em ý, là thà team của mỡ đánh kỹ năng không cao, anh em hiểu không ạ? Team của mỡ đánh kỹ năng không cao, nhưng đấy các ông thấy ông Việt thắng 9H không? Team của mỡ đánh kỹ năng không cao, nhưng mà thái là họ đánh kém nhưng mà họ pick chuẩn thì chơi nó sẽ dễ hơn rất nhiều so với mấy cái bố mà kỹ năng cao được hơn tí thôi mà pick tù lung tờ lừa. Mẹ, bây giờ kiểu anh em thấy không, rõ ràng team bạn mặc dù là có 3 đam nhưng vẫn có một cái con tanh, có tanh phát mọi chuyện đánh dễ hẳn anh em ạ. Và ở thời điểm hiện tại mỡ chưa biết rằng làm thế nào sẽ win khi mà cái thanh niên Việt thắng 9H, Việt thắng lớp 9 này cứ gáy liên tục anh em ơi. Nhưng mà ở đường dưới là mỡ thấy có con Bruno này, mỡ nghĩ rằng tầm này Bruno tuổi ăn mỡ, anh em tin không? Anh em tin mỡ không ạ? Ở đây này, ui, cân ba luôn anh em. Tôi là tanh rồi anh em ạ. Và đó là mà hạ gục đến từ vị trí của Bruno. Ừ, thằng Châu bỏ bạn mà chạy rồi, còn lại con hai lốt nó chạy cái lồng nách. Ui, bây giờ tôi đã bảo với các ông rồi, tôi là đam, tôi là hỗ trợ, tôi còn là tanh nữa, tôi mở giao tranh luôn. Bruno tầm này không có cửa ăn mỡ, bởi vì anh ta về cơ bản anh ta quá khinh địch. Nếu như mỡ mà là kiểu thấy team bạn có thằng nào đam to ấy là mỡ cầm cung rồi. Nhưng mà ô hay, ừ mất hai len. Nhưng mà tình huống trước đó team của mỡ đã ăn đi cho mình đó là cái con lót này rồi. Con lót được cường hóa nó xuống đường dưới nó đẩy, cho nên là mỡ nghĩ rằng mỡ không cần phải xuống đường dưới đẩy đâu nha. Mỡ sẽ xuống cung. Ui thôi bố Layla Chan ấy đứng kiểu gì để thằng Châu nó đạp vào cho. Nhưng không sao, mỡ sửa lỗi cho Layla Chan. Mạng thứ 19 của mỡ trong cái đầu này, mỡ bay vào một chút xíu này xong lại bay ra này. Ê, trụ bắn là hơi đau nha, lướt lách đánh võng này. Rồi, và team bạn mất đi hai đường. Bố tới vì là bạn điểm số và ui, thoát nợ anh em ạ, vãi cầu lông nách. Chứ đây là toàn bộ cái video clip mà mỡ muốn chia sẻ với anh em về Du Rong đi rừng mùa 20. Và nếu anh em thích video clip này thú vị, đừng quên để lại cho mỡ một like và ký kênh nha. Bye bye anh em.